Hello và chào mừng em trở lại với channel của Lộc2k2 TV nha các bạn ơi. Và đố anh em biết cái nick hiện tại mình đang đăng nhập đó chính cái nick của ai nhỉ? Cho mọi người thử đoán thế nào. Cái nick này ấy, được mệnh danh đó chính là đại gia Robux, gần như là số 1 Việt Nam rồi anh em ạ. Đó, và anh em đừng quên để lại tôi xin một like cũng như một đăng ký kênh với nha. Và bây giờ ông nào vẫn chưa biết đúng không thì hãy bắt đầu và cũng như theo dõi với mình cái video này để xem đại gia số 1 Robux Việt Nam đó chính là ai nha các bạn. Ok, let's go. Nếu mà anh em đang có nhu cầu mua Robux mà chưa biết mua tại đâu, anh em có thể ghé ngay qua shop robloc.vn. Shop sẽ có dịch vụ mua Robux 120 giờ và cũng như mua nick nha anh em. Và cũng như là vòng quay random cực kỳ hấp dẫn luôn nha anh em. Và còn có dịch vụ cày thuê và dịch vụ mua game pass nha các bạn. Và tất nhiên chỉ có thể tại shop robloc.vn. Được rồi, tôi vừa vào cái nick này xong. Để tôi sẽ cho anh em coi cái nick này nó có cái gì trước nhá. Và cái nick này đó chính là tên là shop Robloc VN1991. Đó. Tên thì cũng khá là bình thường mà cũng nhà nick thì cũng gần như chẳng có cái gì gọi là đặc biệt cả mấy ông ạ. Đó. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ tạo một con thuyền cho anh em coi. Đâu rồi. Cái nick này thì nó cũng gọi là chẳng có cái gì đặc biệt cả đấy. Tôi chỉ... Ê, cái này cũng được này. Đâu rồi nha. Lâu rồi tôi không chơi game. Cái chỗ bên này tạo thuyền ở bên nào ấy nhờ mấy ông nhờ. Kiểu ở bên Shiba bây giờ đúng lạ luôn ý anh em. Thì cái góc bên này nè. Đó, đúng rồi. Hên thế, Lộc thông minh. Lộc vẫn nhớ anh em ạ. Đó, ok, let's go. Và anh em đã đoán được ra cái nick này đó chính là nick của ai chưa ạ? Mọi người đã đoán được chưa? Ôi, cái gì? Vẫn chưa đoán được á? Ok, và mình sẽ nói cho em biết cái nick này đó chính là cái nick của anh chủ shop robloc.vn nha anh em. Đó, đây, logo Zuteam. Đó, và người đứng đầu của Zuteam đó, đó chính là anh Tài, Võ Tiến Tài, chủ shop robloc.vn. Đó là người gọi là đại gia nhất gọi là Robux Việt Nam vào thời điểm hiện tại rồi anh em ạ. Đấy, một ngày cầm không biết bao nhiêu Robux để bán cho mấy ông luôn đấy. Và tiện thể thì anh em nào mà chưa biết mua Robux tại đâu, các bạn có thể ghé ngay lên shop robloc.vn để trải nghiệm các dịch vụ của shop nha anh em. Và hiện tại shop đang bán đó chính là 10.000 bằng 100 Robux khuyến mãi cực kỳ khủng nha anh em. Anh em ngại ngần gì mà không nhanh tay đến ngay shop robloc.vn để mua nhỉ các bạn. Đấy, và cái video này không hề quảng cáo đâu anh em. Đấy, bởi vì cái này là tôi thấy đấy, mà là tôi thấy cái shop này uy tín nên tôi mới giới thiệu cho anh em, hiểu không? Đấy, quý thì tôi mới gọi là giới thiệu cho anh em cái shop mua Robux 10.000 bằng 100 Robux này ấy nhá. Không phải ai tôi cũng giới thiệu đâu. Rồi, còn bây giờ thì cái nick của đại gia số 1 Robloc hiện tại thì... À, không phải. Nói thế thì chết dở tôi rồi. Top 1 của đại gia Robloc về Robux Việt Nam hiện tại nick sẽ có những cái gì nha anh em. Đâu, để tôi sẽ check trong game trước đấy. Tôi thấy cái phát có cái phát boss là tôi thấy uy chín rồi đấy. À, nhưng mà trái lại không có cày à, buồn nhỉ. Electric 290 battery à, rồi. Đâu để tôi qua. Au, xin lỗi, được chưa? Đấu phộng ông mà đánh tôi dỗi nha, khóc nha. Đấy, đã thấy tôi bay lên trên trời này đấy. Ông giỏi ông cứ đánh đi. Đấy, ông giỏi ông đánh đi. Ông bảo ông lao leo mà đánh, ông đánh đi, tôi dỗi đây, đấy, bây giờ tôi cứ bay lên đây, ông đánh đi, ông thích ông đánh đi, đấy, ông nhảy lên đây, ông gọi ông nhảy lên đây, ấy, nhảy lên đây, ấy, chơi với tôi, nào, bay, nào, lên, ê, nào, đánh tôi, non, rồi đánh tôi, hỏi chấm luôn, hên cho ông là tôi chưa xét sạp bapon ở đây nhá, chứ không tôi khô máu 1v1 với ông, rồi, đánh tôi đi, ui, ôi, áo trình, non ghen. Đây, tôi sẽ bay thẳng xuống dưới. Ô, Soru vào đây. Thế là, ui, non. Ê, đứng vào đây, xếp zone. Đứng vào đây, xếp zone rồi nè. Non, ông đòi đánh tôi á. Muốn đánh tôi mà đâu có được. Tưởng đánh tôi dễ, không. Lộc, người ta mệnh danh tôi là Lộc chúa tể chạy trốn mà ông đòi đánh tôi. Đâu để tôi coi xem có superhuman không nha mọi người. Ok, nick có superhuman 600 mastery luôn. Rồi, còn Sharkman Karate thì sao? Không có Sharkman Karate thì thôi. Còn đây step thì sao? Không có đây step luôn. Vậy là nick có superhuman với electric claw hả? Buồn nhỉ? Đâu nhỉ? Inventory, đâu để tôi qua inventory tôi check cái xem nào.
Ôi là trời. À, chơi mở cổng luôn. Ủa, chơi mở cổng sẽ là có cái nón Vakri ta. Hả? Nani? Ủa? Nick chơi mở cổng mà. Từ tôi set Sparkon ở đây cái đã. Chứ không mất công thì nó có ông nào đánh tôi tiếp. Đào du ở đâu nhỉ? Check xem inventory những ngày này nó sẽ có những cái gì em nè. Ờ, bởi vì sao? Ui, đây là đảo Hydra rồi, không phải. Đây, tôi sẽ xuống đây tôi lấy cái thuyền nha anh em. À, bây giờ tôi sẽ qua tôi check xem những ngày có cái trái ác quỷ vĩnh viễn hay cái gì không nha anh em. Đấy, bởi vì tôi nghĩ là có phát boss thì tôi nghĩ là game này thì chắc là chỉ có game pass này, nhưng mà về trái ác quỷ vĩnh viễn thôi. Đấy, đây là theo giả thuyết của tôi suy nghĩ nhá. Còn thực hư ra sao thì bây giờ tôi phải qua đảo con rùa đấy thì tôi mới biết đấy. Let's go. I'm coming. Đấy, mong mấy ông kia được đánh tôi, tôi thề luôn á. Được đánh tôi nữa nha. Xin người đó. Vừa nãy là hay mà tôi chạy được, nhưng còn bây giờ là tôi không biết là tôi còn may mắn hơn như vừa nãy hay không thôi. Đấy. Chứ thấy quả cái nó Vakri này giống Vakri Rêu dữ vậy ta. Tại vì nếu mà còn nó Vakri thì bình thường là sẽ phải đi được rồi chứ, đúng không mấy ông? Thì phải đi qua được cái kia rồi nên tôi mới chạy qua cái đảo đấy chứ, chứ không mà tôi chạy thẳng qua bên này đó. Rồi đâu? Để tôi bây giờ nhá, tôi canh một phát là phi phát một vào trong này luôn này, chứ không mà có mấy ông nào đánh tôi nữa là chết tôi, khóc đó. Hello nón Việt Nam, hello. Rồi, bây giờ tôi đã vào nhà rồi. Đâu để tôi coi xem inventory trước nha, có cái gì nào, có cái gì nào. Ừ, có Cavender, Bicento, Holy Crown, oh, Palette, Saber, Sadi, oh, chú chip một katana ở nick này. Nếu mà để chơi thì cũng tạm ổn anh em. Rồi, đến điều quan trọng đó chính là check xem quan trọng là sẽ có cái trái ác quỷ gì vĩnh viễn hay không đây hả mấy ông. Uầy, ngào gã, không có luôn. Dạ, nàn ý. Chắc có mỗi like vĩnh viễn rồi. Tôi thấy sở hữu mỗi trái like chắc là có mỗi like vĩnh viễn rồi. Tại vì anh Tài anh không có chơi game, hiểu không anh em? Buồn đấy, tôi thử random cái xem nào. Sasapike luôn, ôi trời ơi. Ủa, à xe, nhưng mà hình như không có nón Vakri trong này. Ủa, thế nón Vakri này là Vakri hả? Đâu để tôi check xem nhá. Đây rồi mấy ông ơi. Đây, tôi đã vào. Ua, anh em nhìn này. Uầy, vậy là cái nón Vakri nè, Vakri luôn mấy ông ạ. Đấy, nick thì chẳng có cái gì đặc biệt ngoài áo suit du team, T-shirt và cũng như là cái nón Vakri Helmet này. Uầy, nón này 300k Robux mấy ông ạ. Uầy, đấy, nick anh thì nick anh chẳng có cái gì cả, không có game pass, game phủng, có mỗi cái Vakri đấy. Với lại là cái gì, nguyên cái shop roblox.vn để bán Robux cho mấy ông thôi. Đấy, anh Võ Tiến Tài gọi là anh chủ shop roblox.vn, cũng mệnh danh gọi là Tài CD, không có chơi game mấy ông ạ. Đấy, nhưng mà cái nick thì cũng có cái là nón Vakri và một cái shop bán Robux cực kỳ uy tín để cho mọi người. Đấy, ngày không biết bán hết mấy triệu Robux luôn anh em ạ. Đấy, tôi nhớ không nhầm là đợt vừa rồi tôi xem qua ngày bán nhiều Robux lắm. Thế nên anh em không phải lo về cái độ uy tín của shop rồi nha. Thế nên ấy, anh Tài đã từng tuyên bố ra một câu xanh dần, đó chính là ai mà thấy shop, ai mà có bằng chứng shop lừa đảo anh em dù chỉ 10.000, 100.000, anh Tài sẽ xác định đó chính là trả thẳng cho các bạn, đó chính là 100 triệu đó, miễn là các bạn phải đưa được ra cái bằng chứng rõ ràng, ok chưa? Nếu mà các bạn không đưa ra được bằng chứng rõ ràng thì tất nhiên rồi sẽ thì nói mõm nên ai chả nói được. Thế nên các anh em lưu ý là phải có bằng chứng rõ ràng nha, ok chưa? Và cái nick này có hẳn premium luôn, quá đỉnh luôn, ok. Và video của Lộc chắc cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Thì anh em thấy quả cái nick gọi là của đại gia Robux số 1 tại Việt Nam thấy như thế nào? Thì anh em đừng quên để lại cho Lộc xin một like cũng như một đăng ký kênh với nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì video của Lộc sẽ kết thúc tại đây thôi. Và anh em muốn mình làm video gì tiếp theo, đừng quên hãy comment ở bên dưới giúp Lộc với nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và cũng như là hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye.